Sói tinh em ơi. Ui anh ơi. Ui nó cắn này. Cắn vào tai mình này. Ui người. Mày. 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 Anh ơi. Kêu. Ôi cẩn thận anh ơi. Ui mẹ con sói tinh. Con quỷ tinh rồi. Đập đầu đây em ơi. Ui con quỷ tinh. Ui đây. Ôi mẹ ơi. Đây. Ui là... Ui sợ bẹp đầu nó rồi em ơi. Wow bẹp đầu mày rồi. Số rồi. Dạ anh. Mày. Chuyện không về anh em ơi. Mày có tiếng động không Hiếu ơi? Tiếng động bên này Hiếu ơi. Bên này. Ui bên này. Như có tiếng động vừa động trong này sao? Ui. Ui có tiếng động này. Dạ. Vào đây ơi, xử lý nó đẹp luôn, lôi cổ ra anh em nhá. Thấy không anh ơi? Thấy không? Máu rồi. Máu rồi, hay nó chết rồi. Ôi, kia đấy. Sao rồi? Tay. Tay đâu? Ôi trời ơi, con sói. Con sói. Con sói.
Ê, mày ơi, có sói, sói tinh, sói tinh anh em. Dài, mày, chết luôn anh em ơi. Nó có ra, ôi, mày ra luôn, ôi trời ơi. Ôi, cái khổ, bẹp đầu chưa anh em ơi. Bẹp đầu. Con này bẹp đầu chết rồi anh em nhá. Ôi, ôi, cái gì vậy? Ôi, Ôi, ôi bà rồi. Ôi mẹ. Ôi. Có khả năng bà bị cắn mà nhập vào zombie anh em ơi. Ôi như con zombie ấy. Đi ra sao? Ôi giời. Quá kinh khủng luôn. Nhập zombie bà vừa chạy thôi đâu rồi. Hay là chạy vào trong nỗi rồi. Mày chui trong này rồi anh em ơi. Ôi giời. Đẩy bà ra. Cắm được gì mày đứng dưới này cắn đâu. Ôi, bà này con quỷ ơi. Bà này nhìn cháu này con quỷ ơi anh em ơi. Cẩn thận nhá. Chạy đi, khả năng bị zombie rồi, cắn rồi nhé. Ôi, bây giờ mình phải lấy cái thuốc của mình ăn, mình sẽ té người bà sẽ tỉnh em. Quá kinh khủng luôn anh em ơi. Con hồ tinh này cắn thường cắn cổ bị nhập luôn anh em ơi. Bà này biến thành zombie rồi nhé, mày đi thôi, chuột đấy nhé.